vì đắng còn trên môi, bây giờ đau vời vời thương nhớ lên ngàn cơn. Em đã quên tôi rồi, đường vắng trời mưa bay, bây giờ xa biển đôi mắt tôi còn cay. Em đã đi một mình, đưa em bằng nỗi nhớ, dạo đường đứng lặng thinh. Em sẽ không còn buồn, mây trôi đời viên phương, tình này cánh và bay. Em vắng xa tôi rồi, người ấy làm em vui. Em về trong đời mình, tôi chúc em đầy vui. Em cách xa tôi rồi, vùng nhớ nào trong tôi đau ngày nghe lòng lòng con phố tôi mình. Mình đưa em bằng nỗi nhớ, dạo đường đứng lặng thinh. Em sẽ không còn buồn, mây trôi đời viên phương, tình này cánh và bay. Em vắng xa tôi rồi, người ấy làm em vui. Em về trong đời mình, tôi chúc em đầy vui. Em cách xa tôi rồi, vùng nhớ nào trong tôi đau ngày nghe lòng lòng con phố tôi mình. Thank you.
dạo đường đứng lặng thinh, em sẽ không còn buồn. Mây trôi đời biên phương, tình này cánh và tay em vắng xa tôi rồi. Người ấy làm em vui, em về trong đời mừng, tôi chúc em đầy vui. Em cách xa tôi rồi, vùng nhớ nào trong tôi đau ngần nghe lòng lòng con phố. Thế giới đài vui mừng chào đón tất cả quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Vừa rồi là các bạn đã được thưởng thức chất âm của ba chiếc đài. Tuy rằng hình thức của nó nhỏ nhưng mà có thể nói là nhỏ nhưng có võ. Tất cả sản phẩm trên thì được mua từ Nhật qua hình thức đấu giá, và tất cả sản phẩm bên em bán ra thì đều hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng và bán có bảo hành.
Địa chỉ của Thế Giới Đài ở số nhà 107Y, ngõ Việt Hà 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 0986 966 798. Và bên em có giao hàng toàn quốc. Bác nào đang xem kênh của Thế Giới Đài thì hãy cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhiều video đăng tải. Bên em đăng tải video liên tục tất cả các ngày trong tuần vào 8 giờ tối. Ngoài ra, bác nào đang sử dụng Facebook thì hãy ấn vào phần mô tả và ấn vào đường link fanpage Thế Giới Đài. Đừng quên ấn tính năng theo dõi để cập nhật những hoạt động ở trên Facebook của Thế Giới Đài. Ba chiếc đài này thì về hình thức cũng như là chất âm cũng có những cái vẻ khác nhau. Các bác nghe em thẩm âm rồi đưa ra đánh giá. Và mức giá của từng chiếc cũng có khác nhau. Ví dụ như chiếc QT77 này, đây là chiếc sắp QT77 MK2 thì bên em đang bán với mức giá là 4,1 triệu. Đấy. Còn chiếc Sanio TV A7 này thì bên em đang bán với giá 3,5 triệu. Và chiếc Nationa F3 này thì bên em đang bán với mức giá là 3,5 triệu. Và đài thì là cam kết với các bác là không sửa mạch. Em đã bảo dưỡng thay dây cu loa, hoạt động thì hoàn hảo tất cả các tính năng. Các bác nếu biết tháo đài ra cho các bác tháo ra kiểm tra thoải mái. Nếu như đài không zin, bên em hoàn tiền 100%. Đấy. Và sản phẩm thì ngoài việc bán thì cam kết với các bác là sản phẩm zin. Có rất nhiều bác gọi điện hỏi mua đài. Nhưng các bác cao tuổi hết sức lưu ý là bác muốn mua sản phẩm gì thì hãy đọc kỹ cái tiêu đề sản phẩm. Và trong tiêu đề sản phẩm thì sản phẩm nó còn hàng thì em ghi chữ là có sẽ còn nguyên. Thế còn sản phẩm nào mà ở trước tiêu đề nó có ghi chữ đã bán thì sản phẩm đã được giao dịch rồi. Thì có nhiều bác có hỏi là thế đã bán rồi thì còn đăng lên làm gì? Thì đăng lên rồi sau khi khách hàng mới mua. Đấy chứ không phải là em bán em vẫn đăng. Đấy vì thế các bác hãy lưu ý. Bên em thì có ship code toàn quốc, nghĩa là sản phẩm các bác mua dưới 5 triệu đồng thì các bác hoàn toàn không phải cọc tiền. Hàng sẽ gửi đến tận tay các bác nhận hàng, cắm điện, test tất cả các tính năng của chiếc đài, sau đó thanh toán cho bưu điện. Bên em có ủy thác thanh toán cho dịch vụ Viettel Post. Vì thế nên là mua hàng rất tiện lợi, các bác không sợ lừa đảo. Đấy. Về kích thước của chiếc đài thì chiếc Sanio này có chiều ngang khoảng tầm 30 cm, còn chiếc F3 này có cỡ khoảng tầm gần 40 cm vậy. Và còn chiếc chiếc QT17 MK2 này thì có kích thước khoảng tầm cũng hơn 50 cm. Đấy. Và đài thì hoạt động hoàn toàn tất cả tính năng. Vừa rồi là em đã test cách để các bác cùng thẩm âm. Tuy rằng sản phẩm nó hình thức nó nhỏ thôi nhưng mà có thể nói là nhỏ mà có võ. Và cái đài này thì các bác có thể dùng pin này, nó là pin tiểu, 6 pin tiểu. Và ngoài ra thì các bác có thể cắm trực tiếp điện 220 qua nguồn 9V. Và chiếc này cũng thế, con này dùng pin chung và có thể cắm trực tiếp điện 220. Và tất cả sản phẩm bên em thì các bác mua về đều có thể cắm được điện 220 qua adapter nguồn 12V hoặc là qua điện 100V. Đấy. Đài sáp thì đến 80-90% là có cổng cắm 12V hoặc 15V. Vì thế nên rất tiện dụng cho việc mà sử dụng. Đấy. Đây là hình thức của ba chiếc đài, em sẽ quay lại hình thức đó để các bác cùng xem. Đài rất là đẹp nhé. Màu đấy cũng là màu độc. Các bác xem nhiều kênh YouTube phải biết bên em bán thì thường là những sản phẩm quay cũng như là sản phẩm âm mưu rất là độc đáo. Bởi vì ra bây giờ đài thì không phải để nghe nữa nhiều nữa mà vừa để bay vì thế hình thức phải đẹp. Đấy. Em để chiếu ngang này em quay các bác ngoặt từ trái sang phải nhé. Đấy. Đấy. Sau đó em quay cả phía sau cho các bác. Đài thì đẹp lắm. Để phía trên đấy ạ. Rõ chi tiết. Vâng, xin kết thúc cũng như là phần giới thiệu ba chiếc đài cũng như là test thử chất âm của ba chiếc đài tại đây. Bác nào quan tâm đến sản phẩm zin thì có thể là liên hệ với chiếc đài để sở hữu. Sản phẩm QT77 này, bên em luôn có hàng, kể cả F3 cũng luôn có hàng. F3 thì nhiều khi mua cả những con màu vàng và con này thì luôn có hàng. Đấy. Và những sản phẩm kích thước nhỏ và rất dễ là bày trí hoặc là bác có thể nghe không gian nhỏ rất là tốt.
và tất cả là FM 1.8 các bác nhé, hoạt động đầy đủ với các chức năng. Vâng, xin kết thúc video test và giới thiệu ba chiếc đài của hãng Sanio, Sharp và hãng Nationa tại đây. Xin trân trọng cảm ơn các bác thường xuyên ghé kênh để xem em thuyết trình giới thiệu sản phẩm. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Chúc các bác có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.